Hello, xin chào, tôi là Nguyễn Văn Hùng. Tôi xin chia sẻ bài học của mình trong chương số 10, sách lột hấp dẫn. Trong chương 10 này thì nói về chủ đề là món quà của linh hồn. Món quà của linh hồn. Thì thực sự là ở trong chương này thì có nhắc đến một cái câu chuyện, đó là ví dụ như khi mà bạn bị ốm chẳng hạn, đúng không? Khi mà bạn bị ốm và khi mà gì ạ, đến thăm bạn, đến thăm là một người gì ạ, là một người có tâm trí rất là tích cực, là một người sống rất là tích cực, rất là vui vẻ, thì gì ạ, tâm trí linh hồn có khả năng giao tiếp với linh hồn của người đấy, và nó giúp gì ạ, nó sẽ giúp cho cái người mà bị ốm đấy trở nên được khỏe hơn rất là nhiều. Được khỏe hơn rất là nhiều. Chính vì vậy, khi mà chúng ta suy nghĩ một cách tích cực thì nó sẽ toát ra những nguồn năng lượng tích cực. Và cái nguồn năng lượng đấy nó sẽ gì ạ? Nó sẽ giúp cho cái người đối diện của chúng ta có được cái điều tích cực hơn. Và đây là một món quà về của linh hồn rất là tuyệt vời. Chính vì vậy mà ở trong cái cuộc sống này, trong công việc cũng như là ở trong gia đình, thì mình luôn luôn mang trong cái tâm thế tích cực. Đương nhiên là bộ cảm đôi lúc nó sẽ trồi lên, nhưng mà mình bắt thoát bằng nó và mình luôn luôn suy nghĩ một cách rất là tích cực mọi việc. Thì cái suy nghĩ tích cực của mình ấy, thì nó cũng đang giao tiếp với cả những linh hồn xung quanh, những tâm trí xung quanh, và nó sẽ giúp cho những người ở xung quanh chúng ta được trở nên tốt hơn. Rất là cảm ơn bạn đã theo dõi bài cảm nhận này. Xin hẹn gặp lại ở những bài cảm nhận tiếp theo. Xin chào.